bán mua cửa hàng lên cá đông cá sấu cá bắn cá đông cá đỏ mang vô tiệm luôn bạn. Vô tiệm luôn hả? Tiệm ở đây nè, còn đây là mấy chuỗi ngân hàng cho nổi. Chào mọi người, em đang có mặt ở đường Hải Thượng Lãng Ông, khu bán đồ trang trí Tết nha mọi người. Tại người ta đang bày bán pháo bông rất là nhiều. Ông mua dãy bên kia hả? Đó, người ta để ra. Chính phủ giờ nó bán pháo. Đây ở đây hả? Bán pháo. Mua pháo. Bữa nào mua cái đó hả? Ừ. Bán hay là kia à? Kia rồi. Nấu là có gì vậy? Pháo này nè. Đúng rồi. Nhiều. Nó đang khấu. Hỏi sườn cầu. Một gì là 200 hả? Đúng đó rồi, một hộp như hộp cái này em dưng mẫu cho nó đẹp thôi anh. Là lớn là 10 viên á. 10 viên đúng không? 10 viên 200. Cái đỏ là 280. Là mắc hơn hả? Nó đẹp hơn hay sao? Cao hơn, đẹp hơn. Thời gian nó dài hơn hả? Đi nhiều hơn, dài hơn. Đúng rồi. 280 vậy là một cục mình vậy là 28. Nó trái rồi bỏ đúng pin. Đúng rồi, đúng rồi đại ca. Bẻ làm hai kích bên Nam Minh Dương ha. Rồi lấy hộp nào nè. À đang coi có hai loại được phải không? Đúng rồi. Em chỉ bán hai loại hợp pháp thôi. Còn cái này là cái gì? Không bán nha. Còn cái này là cái gì? Đi gà. Con nít chơi 40.000 tép. Con nít chơi rồi cái đó cái kia mới người lớn. Đúng rồi. Rồi, người lớn mình chơi. Cái này quay nè phải không? Quay không pháo bông không chị? Đây lớn nè. Phóng viên đúng không? Rồi tính anh 190 xong. Giảm giá cho phóng viên. 180 chứ. Rồi 180 chia tay sớm mới được khổ. Mua cái đỏ chơi đã hơn cậu. Chưa biết. Đỏ thì bớt 10.000 luôn, 270 hộp. Rồi sao? Chơi cái đỏ đi. Cái đỏ đã hơn đúng hộp không? Đỏ hộp đen hả sao? Mày mua đi tao mua dòi. Mua dòi thôi, chơi đỏ lấy hộp đỏ đi. Rồi hộp đỏ. Không nói cái đỏ đẹp hơn, mắc hơn mấy chục gì chơi luôn. Có biết nào. Thử đi về nếu đẹp làm sao mua lại. Chứ sao mà biết. Đây là cửa hàng Ngọc Mai số 235. Thấy nó bắn là cổ rủi vô. Năm này nó bán thành tình hơn. Đây là cung cấp sỉ pháo nha mọi người. Em mua cái đỏ này là 280 nè. Cái này xây xây thì cũng đẹp nè. Đúng rồi, xây xây không giống đám cưới người Hà, ông Đạt không làm đó. Thôi chị gửi anh luôn, màu đỏ luôn nha, bảo Hà kiểm tra giùm em luôn. 270 đây là quy ta quy tín nha. Quy tín mới ra nè. Đây điều kiện luôn. Đầy đủ. Đúng 10 viên, 100%. Bao nhiêu? 270. Mua thêm gì nữa không? Chỉ có 270. Đây. Bóp đẹp quá. Bóp này triệu không? Người anh mới tặng em biết giá, ông cho rồi xài. Rồi. Đúng không? Ông cá sấu ông tặng luôn à. Cá sấu là thằng xịn rồi. Còn cái này là nguyên con này làm trong cá sấu luôn. Ủa ông cho con. Rồi, cảm em ơn. Gửi anh nha. Đừng quay em xấu lắm. Quay vui thôi chứ xấu đẹp gì tôi cũng xấu vậy. Rồi, đi về. Được rồi. Đi về cậu ơi. Rồi bye bye nha. Xin bye chào. Bye. Chúc ra nó mới bắt tài. Rồi. Bắt tài luôn. Bắt tài luôn. Ở đây nhiều tỷ cá mắc lắm mình không để ý. Cửa hàng dưa hấu. Em đang đứng trước cửa hàng dưa hấu số 16 Hậu Giang, 16A Hậu Giang, phường 2, quận 6. Dưa hấu nhiêu ký vậy chị? Anh ơi, dưa hấu nhiêu ký vậy? 20 liều hết hả? Trái này bao nhiêu ký vậy? Trái này bao nhiêu ký? Chắc trái này cỡ dao động 4 ký á, cỡ 4 ký chứ. 3 ký mấy, 4 ký á. Hôm qua con mua cũng chạng đó đó cậu. Mà mua dưa chân hay dưa ăn? Dưa chân hôm nay nhỏ không có bự không hoài. Không có mấy rồi con. Hả? Dưa này bự quá không ngon đâu. Đúng rồi. Bự là bao nhiêu? Cũng tính 20 thôi. Không bớt 20, không? Bớt đi. Đặc biệt rồi. Tôi bán sỉ cho ta còn 20 á. Chỗ này nè, Út cũng hay ra mua của Út còn.
ngô ngô cái gì này nè, Út còn cũng hay ngô gì này nè, bán đại về á, đông này mấy tấn dưa của người ta, bàn thờ bự mà chân nhỏ, thì nó không xứng á, chân bàn ông ngoại là không xứng cái này rồi á, lớn tí nữa đi, lớn con hai cặp, nếu mà đây bự nhất là trái mấy ký, 5 ký không vậy, kiếm trái cả 5 ký mấy được, có phải lựa cho con hai cặp bự, lựa lựa nội chứ, là cỡ này 4 ký mấy rồi nè, cỡ này là vừa đó con, cái này cỡ 4 ký, 4 ký ngoài à, 5 ký mấy rồi làm có 20.000 một ký. Trời ơi, cái thằng này giống kêu là giống gì, vừa này kêu gì, con mua của vậy năm nào ông bé hoài nè, phải tiểu hắc long không, nè mặt trời đỏ, mặt trời đỏ bên kia, nhưng mà tiểu hắc với mặt trời đỏ nào ngon, cái nó mình không, cái màu tiểu hắc này nó không được đen cậu ơi, con mua bên Bình Tiên nó đen dữ lắm, này nó sao nó hôm qua con mua cho mẹ con cặp nó đen thui luôn á, thằng này nó không đen lắm, nó phấn quá, trời dưa cái độ già nó không tới, ai biết con mua quen quá mua đi, mua trái cỡ đó thì còn coi được, ừ vậy đó nha cậu, đó sao chứ nó bị nước hả, ẩm nước hay là xì, không á, ẩm, để cho mưa hôm qua, vậy đó, thôi cuốn này gãy ngang rồi được không, nó chắc là bị gãy rồi, không phải cuốn còn xanh. Sao nó hư sao? Tôi lấy đỡ vớt vừa bể rồi sao tôi đưa đền nữa? Mua quen năm nào cũng mua đây nè. Đưa đại đi. Mở ra bánh bánh hết á. Thôi rồi con chất qua ăn bên. Ra lên nữa không có đâu. Cậu chồng vô cậu gương cái này thử coi cậu, nó cũng cái trạng cỡ đó nè. Cái đít thì thấy hơi xấu nhưng mà nó cũng cùng chạng á. Cùng chạng á, thấy đẹp không? Đẹp thôi, nó bị dày nhiều quá. Mà có dày nhiều quá được không? Nó bằng cỡ á, không để lên dơm để nó dập rồi. 20.000 một ký nha mọi người. Dưa hấu tiểu hắc long. Tiểu hắc long. Không, cái nó nhỏ quá. Cậu lựa mấy cặp? Hai cặp từ cỡ đó. Má mày có chưa? Có giò, khỏi đưa mẹ con, mẹ con có rồi. Cậu mua trên ngoài thôi đi. Lấy 3 cặp cho mày. Rồi ai nữa? Để mừng. Mua bên cậu 7 nữa hả? Đúng đó, tự được. Có nhỏ hơn cái đó rồi, không bằng chạng rồi. Rồi lấy gia đại đi, không được, mình bỏ lại cho người ta. Đây là ông cậu tôi đang lựa dưa nha mọi người. Nó bịt không chị. Nguyên con đường Hậu Giang toàn là dưa không. Sau khi đi mua pháo xong, tụi tôi đi mua dưa. Cái gì cậu? Nó nắng nhiều lắm. Nắng nhiều nhưng mà cậu mua quen đây thì mua đi cho nó tin tưởng. Có thấy cả hai thằng này được nè. Thằng này nè, nó càng càng nè. Thằng này chắc con trái cũng 4 ký, 8 ký rồi đó. Cái kia hơn 8 ký á. Vậy là cậu lấy 3 cặp phải không? Nhỏ nhỏ thôi. Năm nay cái tiểu hắc long này nó không có tờ bự ha. Thấy bên này dương ảo nhiều. Có con cặp này thấy bự nhất nè. Cặp này chân bên ông ngoại đi. Tạo ngoại lớn. Nhưng mà có con này nó hơi bị chày, cậu chịu không? Chứ nhìn thì cũng ngon đó. Túi cuốn cũng còn tươi nè. Cuốn nhìn tươi là được nha. Nó mới chân lâu. Rồi giúp cho chúng nó sụp một cái nó đổ hết trơn á. Đó, cùng chạng luôn á. Nó bẹt vậy nè. Thôi trả trái này lại đi, trái này không đẹp. Cái cuốn coi vậy, cái này nó khuyết quá, trái này nó bị chín quá vậy đó. Phải chân lâu không được. Cặp này cũng được rồi nè. Trái này phấn quá, cậu về cậu lau là ok à. Lửa nào ra khỏi luôn luôn. Khoan để ông lấy ra, ông ngắm chạng, ông lấy 3 cặp á. Lấy khăn chùi nó bóng ghê lắm.
Cái này chưa có lao đúng không? Tôi thấy hai trái này nó đồng hơn nè, trái kia nhỏ rồi đó. Hai trái này nè, đồng trạng nè. Cái cặp này đi. Rồi hai trái này nè. Rồi kiếm thêm một cặp gì cậu đưa cậu bảy gì đó. Hai trái này đi, hai trái bà bìa này ok nè. Nó cuốn nó từ rối luôn nè. Cuốn còn ok nè, hàng này nè. Trái này cũng được, rồi kiếm trái nào còn hai mấy con này không bằng rồi. Hả? Trong đây nó không bằng cỡ rồi, trái này to, trái này nhỏ rồi đó. Kiếm trái này giống này nữa là được rồi đó, trả mấy này lợn đi. Nhìn tiếp qua cậu bảy cặp này hả? Cho nó 3 trái. Cho 3 trái luôn hả? Hả? Cho 3 trái luôn hả? Rồi, là 3 cặp. Rồi vậy được hả? Ừ. Ok hả? Ờ được hả? Ui, có những lăng quọng. Ui. Cái này đó, ok không? Dưa năm nay ngon không? Ngon trời. Năm ngoái có 2 trái bị hư. Vậy hả? Ờ, ăn không kịp. Năm ngoái mua bự. Để lâu quá hả? Đây là cửa hàng dưa, nó nằm ngay cái góc đường sau Lân Lầu với Hậu Giang. Bên đây là cái gì đó, mặt trời đỏ vậy nè. Cái này dưa vàng hay dưa đỏ? Đỏ không hộp luôn. Cái này đỏ không hạt, mặt trời đỏ. Đúng không? Thì trong đây là dưa vàng. Rồi, 8 rưỡi. Không có dưa chân không? Có dưa ăn hả? Mấy ký ăn, cái này mình ăn rưỡi ăn được 3 hết 3 cặp. Muốn ăn trẻ liền ăn. Còn mấy chân. Có 1 cặp hả? À, đúng rồi. Đại dương cắt không có. Hai gì khang tiếng rồi. Rồi. Uống đồ mát vô cho nó đỡ. Còn chiến đấu hai bữa nữa mà. Ăn còn chưa ăn nổi. Chiến đấu hai hôm nữa. Ăn không nổi. Hai cặp nó mấy ký, ba cặp nó mấy ký ta? 29 ký cũng dữ ha. Đi. 29 ký vậy một cặp vậy là phải 8 ký mấy, 9 ký không, 9 ký. 9 ký mấy á, vậy trái 4 ký mấy rồi. Tại vì vô lại chắc nó nặng. 20 ngàn quẹo. Bữa ăn cặp nữa chưa? Rồi. 550. 930. 930 đi. Có bớt không bà ngoại? Bà ngoại đang quay phim bà ngoại, bà ngoại không bớt không bà ngoại. Bà ngoại ơi. Con quay phim bà ngoại không bớt không bà ngoại. Cái gì con giữ tiền đây. Thôi 70. Ôi bà ngoại đeo nữ trang đẹp quá. Bà ngoại quay phim bà ngoại. Tiền của bạn không quá. Đó. Không để được rồi. 70 à. 30. Đúng rồi 70 luôn. Nè mày. Trời, còn chịu 40 ngàn mới giữ chứ. Rồi, 508 bớt. Rồi. Hả? Được rồi. Của con là ưu tiên. Con là ưu tiên. Tại vì nay con lên hình cho ngoài. Mày có nhớ mặt không? Không? Sao không biết. Ờ. Hai trái ở kia má chưa. Rồi, chết đi. 200. Chưa trả luôn. Ôm cặp ba cặp này về thấy bị mũi nồi nữa nè. Ôm ba cặp quay mà ngoại hoài quay vô dịch quay miếng đi. Quay dịch quay, quay chị này nữa nè. Quay dịch quay hả? Phải quay dịch quay luôn, dịch quay là nhật ký. Đặc biệt không có chi nhánh nha mọi người. Dịch nay nhiêu chị con chị? 350. 350 nha mọi người ơi. Ai có ăn tất niên cuối năm vô đây mua dịch ủng hộ chị nha, chị tên gì? Chị tên Lon. Chị tên Lon, rất là đẹp. Đổi tên mới đi. Đặc biệt là đang ngụy trang non đâu già non gì đó. Chị Loan. Loan là rồi, đặc biệt là em thấy cái này em thích nè. Thích không? Ôi hột tím, hột trắng lấp lánh luôn. Hôm nay màu đen. Màu đen đẹp, này đẹp. Mua dưa hấu tặng gì đó em đừng mua thêm hột nữa. Đúng rồi. Đâu? Nghe cái màu đen làm. Mua trái dưa hấu tặng cho dưa leo mà, dưa leo đâu? Đâu leo đâu, mới đem đổi mấy chục ký đâu rồi. Dưa leo nó còn mắc hơn dưa hấu, nó có 2 mấy ngàn ký. Đúng rồi. Bà ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi bà ngoại? 67 mà còn chinh chiến dữ vậy hả? Trời ơi chạy nó đi. Rồi vậy về phải không? Sao chở hết? Con cậu để dưới cái lồng đi, con ngâm một cặp hai cặp gì đó. Dưới này hai trái. Nổi không?
Dư vàng của ngoại luôn mà phải không? Ủa dư vàng luôn đi cậu. Dư vàng của ông hàng xóm. Của ông hàng xóm là của ai? Lấy một con tôi không. Ủa chứ nó đỏ hay vàng? Đỏ không à. Lấy một chai đỏ như chai này đi. Vậy đi. Vậy được, cậu lựa lại đi. Bự hay nhỏ? Cái này ăn hay chân? Ăn. Ăn là lấy đại, cái trái này cũng được. Mà trái bên đây phải không? Vậy hả? À, nói tiếng sao là ngon? Nè, bung bung này nè. Bung bung là ngon. Dưa nó chắc luôn. Chắc. Mà nó ngon. Nó ngon. Mà nó bạch nó là dưa chín quá. Như nãy con ngửi cái vỏ đẹp, con không có vỏ. Chân, chân vỏ đẹp là được. Cái đấy là không ngon. Tại vì cái dưa vàng nhiều khi nó có một hai trái sớt. Chắc không à. Mấy dưa vàng nhiều khi nó giòn, mới vừa để dao cái là nó cũng tét vậy luôn á nha. Mấy dưa vàng nó giòn lắm. Ừ đúng rồi. Dưa vàng nó giòn lắm. Rồi. Nó bốc đại à. Nó bốc đại chứ hay khỉ gì đâu hay. Đâu phải chiên bán dưa đâu hay. Lấy bột đường nhanh đi con. Mấy ký vậy? 2 chai. 8 kg. Có 7 kg 8. Nhưng mà tính 8 kg. Ủa vậy là chị là cũng con cô gì luôn hả? Ô con bán vịt quay, mẹ bán dưa, tiền đâu để cho hết. Anh là cũng con luôn. Vậy là nguyên đại gia đình phong tỏ nguyên cái đường Hậu Giang này luôn rồi. Dạ. Con luôn. Còn con là cháu nè. Ô ngoại con là cháu của gì nè, gì nhớ không? Dạ mua hẳn nhựa, mua nhựa thì qua bên đây. Nhựa nữa hả? Gia đình sao làm đủ thứ hả? Qua bên đây với bên đây. Đủ thứ hả? Còn mỗi đi có những đường con Hậu Giang này là ngoại. Ờ, đâu đâu đâu. Mà đầu đường Hậu Giang cái khu này trọng điểm quận 6 mới ghê. Mua dưa qua bên đây. Bớt thêm 10 ngàn nữa. Thôi. Không bớt thêm 10 ngàn nữa. 10 ngàn uống nước nè, khát nước qua kêu có tiền uống nước nè. Chơi không? Ờ. Thứ nào có tiền nước ơi. Đại gia đâu, con đại gia đâu. Thôi khỏi, không cần đeo vàng. Không cần mấy người đeo vàng là không có đại gia. Dạ. Rồi. Trong cái cơm này trong ngoài nè. Bạn mấy người con? Có 4 người. Bao nhiêu? Nhưng mà cháu cháu mà cho họ chỉ được. Dữ à. Sau khi thấp tùng sạp dưa đã vinh về 4 cặp dưa, 3 cặp chân và 2 cặp ăn, là 1 cặp ăn chứ, 3 cặp chân, 1 cặp ăn, rồi sao chở hết đây chờ, sắp xếp thì sao, cậu cháu mình chở hết đây. Thôi cũng dừng video đây cho mọi người, nếu mọi người thích cái video này hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ em nha. Một lần nữa xin chào. À, mọi người hãy tới cái đường Hậu Giang vừa quẹo từ thấp 10 ngã tư Phạm Đình Hổ quẹo vô là sẽ ngay ngã tư của Tô Văn Lầu, thấy ngay chỗ cầm đồ F88 và quầy dịch quay dịch ký á, là sạp dưa của bà ngoại nha. Mọi người hãy đến mua ủng hộ bà ngoại nha mọi người. Một lần nữa xin chào nha. Dưa không hạt, dưa vụt vàng, dưa hắc long đều có hết. Dưa gì cũng có.